Gió của bão Chami suýt cuốn bay nhân viên khí tượng ở đảo Hải Nam, nhưng khi vào đến Việt Nam thì lạ lắm. Bão Chami, hay còn gọi là cơn bão số 6, sau khi đi trên Biển Đông đã đổ bộ vào miền Trung nước ta, gây mưa to, gió lớn. Cơn bão Chami vào Biển Đông là gần như chỉ đi về hướng Tây, về phía miền Trung chứ không vòng vèo. Tuy nhiên, khi nó đi ngang qua gần đảo Hải Nam Trung Quốc vào cuối tuần vừa rồi thì vẫn gây ảnh hưởng. Gió do bão Chami ở trên đảo Hải Nam cũng rất mạnh, đến mức một nhân viên khí tượng ở đây khi cầm quả bóng bay dự báo thời tiết ra ngoài trời đã suýt bị gió cuốn bay cả bóng lẫn người. Ấy vậy mà một số nơi ở Việt Nam do chủ động ứng phó với bão, nhiều người dân vẫn khá chill khi cơn bão Chami đổ bộ. Anh chàng này ngồi ngắm cảnh giữa lúc mưa gió ngoài kia thổi phân phật, lá cờ đỏ sao vàng trước nhà vẫn bay phấp phới đầy kiên cường. Nhiều người còn trêu rằng hình ảnh này khiến bão Chami cảm thấy tự ái cực mạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nước ta chia sẻ, đến sáng nay, ngày 28 tháng 10, bão Chami đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành một vùng áp thấp trên đất liền ven biển Quảng Nam và Đà Nẵng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.